Countdown. Đang đến với chuyên mục Lit Plus của chương trình Music Plus được phát sóng trên kênh Ca Cộng Nhịp Sống. Các bạn thân mến, chắc hẳn là các bạn cũng biết được những hình ảnh vừa rồi là ai. Đó chính là một cô ca sĩ rất là nhỏ nhắn, dễ thương. Cô ấy chính là Thái Trinh. Vâng, và có thể nói rằng Thái Trinh là một cô gái dẫn đầu trong phong trào up những bài hát cover lên mạng YouTube. Trong thời gian vừa qua thì các bạn khán giả lại một lần nữa nhìn thấy Thái Trinh xuất hiện trong cuộc thi giọng hát Việt The Voice. Và không biết là sắp tới thì cô ấy còn có những dự định âm nhạc như thế nào. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn sẽ cùng theo chân Yumi, chúng ta sẽ đến phòng thu của nhạc sĩ Hoàng Anh để xem cô nàng này có những bài hát mới nào nhé. Xin mời các bạn. Chào Trinh. Chào anh. Chị đến từ chương trình Music Plus của Ca Cộng á, thì hôm nay chị được anh Hoàng Anh cho một cái lịch là em có thu âm ở đây, nên là muốn gặp em nói chuyện với em một chút, em có sẵn lòng không? Dạ, giờ việc cũng mới xong à, nên mình vừa chung nói chuyện cũng được. Ừ, ok. Các bạn thân mến, Yumi đang có mặt tại phòng thu của nhạc sĩ Hoàng Anh, nơi mà chúng ta đã leak được rất nhiều những sản phẩm âm nhạc trước đây. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cô nàng của ngày hôm nay nha. Xin chào Thái Trinh, bạn khỏe không? Dạ khỏe, em xin chào tất cả các khán giả đang xem đài và xin chào chị Yumi. Nhìn Thái Trinh rất là tươi tắn như thế này thì My đang rất là muốn hỏi Trinh một chút về hiện tại. Không biết là từ sau khi mà Trinh bước ra khỏi cuộc thi The Voice á, thì hiện tại bạn đang như thế nào? Hiện tại của Trinh thì Trinh đang rất là bận rộn với những dự án của riêng mình. Và mặc dù là sức khỏe thì cũng có hơi giảm sút một chút xíu tại vì cũng có quá nhiều việc. Nhưng mà Trinh cũng cảm thấy là đang rất là hạnh phúc bởi vì mình đang thực hiện cái ước mơ của mình. Trước đây thì chị thấy mọi người biết đến Trinh rất là nhiều khi mà Trinh có một cái clip online ở trên YouTube. Lúc đấy thì Trinh chỉ mới có 16-17 tuổi thôi. Và không biết là Trinh nghĩ như thế nào về nghề ca sĩ? Lúc đó thì em nghĩ là em cũng muốn làm ca sĩ lắm. Thấy cũng mệt quá, mà trong khi lúc đó cũng đang học cấp 3. Em cũng phải tập trung cho việc học nhiều quá, rất là căng thẳng. Mà nếu mà đi làm ca sĩ thì mình phải hy sinh rất là nhiều thứ. Cho nên là em cũng hay trả lời phỏng vấn là em vẫn coi mọi thứ là một cuộc chơi. Nhưng mà chị nghĩ là trong giới showbiz, mà nhất là về nghề ca sĩ nói chung á, thì mọi người phải đầu tư rất nghiêm túc. Còn nếu như mà em nghĩ rằng là nó chỉ là một cuộc dạo chơi như vậy, thì cái lúc nào, cái nguyên nhân, cái động lực nào khiến cho em nhìn thấy nó giống như là một cuộc chơi đích thực của em? Thật sự thì khoảng thời gian đó thì em vẫn coi như là tất cả mọi thứ về ca hát, đi hát hoặc là sáng tác thì nó cứ bay bướm như là một cuộc chơi. Thì lúc đó em cảm thấy là nó không phải là một công việc. Và cái mục đích mà em nghĩ nó là một cuộc chơi là vì em muốn mọi thứ nó luôn luôn có cảm hứng. Em không muốn là khi mà mình đã nghĩ nó là một công việc rồi thì cái hứng không biết là bao giờ nó tới. Thì mình lại tự tạo áp lực cho mình. Nhưng mà đương nhiên là lúc đó em cũng chả nghĩ gì đến việc là sợ khán giả không còn nhớ đến mình nữa. Tại vì cũng còn nhỏ mà đâu có suy nghĩ gì đâu. Và sau khi lớn lên rồi thì em cũng có suy nghĩ là nếu như mà thực sự mình có lòng đam mê với âm nhạc thì mình phải có một cái sự đầu tư với nó. Tại vì đằng là thì ông trời cũng cho em một cái cơ hội, đó là clip The Show rồi. Và cho em thêm một cơ hội thứ hai, đó là chương trình Bài Hát Việt. Thì tại sao mình không tự cho mình một cơ hội thứ ba, đó là Giọng Hát Việt. Vậy thì sau khi cái hiện tượng The Show á, thì em có sợ rằng là nếu như mà em không làm một cái clip nào nổi bật giống như vậy nữa thì khán giả họ sẽ quên em không? Em cũng vẫn âm thầm làm, nhưng mà em không up lên thôi. Tại vì từ trước khi em up The Show lên thì cái việc mà em cover là những khúc nước ngoài đó là một cái sở thích từ rất lâu của em rồi. Lúc mà em chưa tham gia cuộc thi giọng hát Việt The Voice thì lúc trong suốt khoảng thời gian đó thì em đã làm gì? Trước khi em tham gia giọng hát Việt thì em cũng có tham gia chương trình Bài Hát Việt. Vào năm 2011 thì em được hai giải, giải nhạc sĩ triển vọng và giải ca sĩ thi hiệu quả. Thật sự thì em cũng ra một cái ca khúc mà em đem đi dự thi Bài Hát Việt thì em cũng dùng để ra một
cũng quay MV, nhưng mà cũng chỉ là một cái việc là mình hoàn tất ca khúc đó là bằng việc là mình quay một cái MV thôi. Thì cũng không phải là quá hoành tráng, một cái kỷ niệm thôi. Và sau đó thì em cũng tập trung vào việc học, rồi em học thêm ngoại ngữ, em học thêm nhạc cụ, rồi em tập trung vào việc học trong RMIT của em. Em đang học chuyên ngành gì? Em học truyền thông ạ. Sau khi mà em bước ra khỏi cuộc thi giọng hát Việt The Voice á, thì em nghĩ như thế nào về trong suốt khoảng thời gian mà em dành thời gian cho nó? Thật sự thì xuyên suốt 6 tháng thì em cái điều mà em luyến tiếc nhất đó là những cái kỷ niệm của em đối với tất cả những thí sinh trong cuộc thi, đối với vị huấn luyện viên của mình, đối với những huấn luyện viên khác và với cả một cái ekip mà đã cùng đồng hành với The Voice nữa. Sau khi mà em rớt rồi thì em cũng hay hẹn mấy anh chị trong ekip đi ăn thịt chó. Chị nghe em chia sẻ thì cũng khá là nhẹ nhàng với cái kết quả của The Voice. Em không luyến tiếc nhiều lắm về nó, nhưng mà em chỉ lưu luyến những cái kỷ niệm thôi. Vậy thì mục đích chính của em khi mà em tham gia The Voice là gì? Mục đích chính của em là khi mà em bước chân vào The Voice thì thực sự là nó có 3 nguyên nhân. Thứ nhất là em cảm thấy là em muốn tham gia chương trình The Voice, đó là em cảm thấy là mình, tại sao mình còn trẻ mà mình thích, tại sao mình không thử. Thật sự thì trước giờ em tham gia cũng đâu có nhiều cuộc thi. Và điều thứ hai là về cái format, em thấy là format cuộc thi này quá thú vị đi. Khi mà em theo dõi cái version của cuộc thi này ở nhiều nước khác nhau thì em cảm thấy là cái vòng giấu mặt là cái vòng mà mang tính nhân văn nhất. Tại vì cái ngoại hình không quan trọng mà giọng hát của mình phải độc đáo, phải chạm đến trái tim của khán giả và của huấn luyện viên, thì vị huấn luyện viên đó mới bấm nút quay lại. Và em đã quyết định tham gia là cũng vì đó. Và một cái lý do nữa đó là bốn huấn luyện viên mà khi mà chương trình bắt đầu có những cái hoạt động mà tuyên truyền về cái cuộc thi đó, thì em thấy là bốn huấn luyện viên có bốn phong cách âm nhạc khác nhau, mà cái cá tính âm nhạc của em thì lại không giống bất kỳ một cái huấn luyện viên nào cả. Và em thấy là tại sao mình không đến với cuộc thi và mình thể hiện bản thân mình, và cuối cùng là quyết định tham gia. Dạ. Lúc em tham gia thì em tự tin lắm luôn không, hay là cũng hơi sợ sợ một tí? Cũng sợ. Sợ. Khi mà em tham gia thì em cũng đi thi sơ khảo như bao người khác. Em cũng vô, em nộp đơn, cũng dán số. Cũng có một số bạn cũng biết em, tại vì các bạn đó cũng đi hát và cũng học vào những trường nhạc này, cũng biết em và cũng hỏi trời ơi sao Trinh đi thi làm gì. Nhưng mà em thì cũng gạt ngoài tai những cái lời đó và em cũng tự tin bước lên. Nhưng mà đương nhiên là trong lòng mình cũng có những cái lấn cấn, cũng tự hỏi là không biết là mình có làm đúng hay không. Nhưng mà thật sự đến bây giờ ngồi ở đây thì em cảm thấy là cái quyết định đó của em không hề sai. Vậy thì bây giờ nếu như mà được quay trở lại thời gian thì em có nghĩ đến việc em sẽ không tham gia The Voice không? Dạ, nếu như mà quay trở lại thời gian thì em vẫn quyết định tham gia The Voice. Tại vì đem đến cho mình những mối quan hệ với những thí sinh, những bạn bè của mình, thầy cô của mình. Những cái điều đó thì thật sự rất là quý giá. Nếu mà không tham gia thì sẽ không bao giờ có cơ hội có lại. Và chắc chắn một điều rằng là cuộc thi nó cũng đem đến cho em những cái thành công nhất định. Bởi vì sau cuộc thi thì cái mức độ phủ sóng của mình cũng nhiều hơn, người ta biết đến mình nhiều hơn nữa, thì nó cũng giúp ích được cho cái khoảng thời gian sau này. Em đi diễn, đi hát, rồi em làm single hay là làm album nó cũng dễ dàng hơn, đúng không? Cho chị hỏi một tí về những cái dự định sắp tới của em. Thì bây giờ sau khi mà bước ra khỏi cuộc thi rồi thì để lấy lại thăng bằng, thì em quyết định sẽ làm gì nữa tiếp theo? Thật ra thì vừa rồi thì em vừa có một buổi họp báo ra mắt single của em. Đó là ca khúc Cười Lên Em. Ca khúc này thì em đã sáng tác vào ngay cái đêm mà em bị loại The Voice. Thì 2 giờ sáng em mới về đến nhà, em không có ngủ mà em vừa chat với bạn, thì em vừa chat vừa sáng tác. Đến 6 giờ sáng thì em mới ngủ đến 4 giờ chiều ngày hôm sau. Thực sự là không có một cái mít ướt, khóc lóc gì hết. Cái ca khúc đó thì đó là cái suy nghĩ của em trong ngay đêm hôm đó và với sau này nữa. Đó là mặc dù là cuộc sống nó có đối xử với mình như thế nào, nó có khắc nghiệt với mình như thế nào, nhưng mà tự bản thân mình phải tròn trước, phải có một nụ cười trên môi trước, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Và đó chắc chắn chị nghĩ là cũng là suy nghĩ là không nên buồn bã vì cái kết quả đó, đúng không em? Tại vì dù sao đi chăng nữa thì em cũng có được một ca khúc, và chị rất là hồi hộp, chị muốn biết là ca khúc đó như thế nào nữa. Không biết làm lần này thì em lấy cái ca khúc đó làm single, chủ đề single luôn hả em? Dạ.
Thật ra thì single của em chỉ có một ca khúc thôi, đó là ca khúc Cửa Lên Em. Và vừa rồi thì em làm một buổi họp báo và ca khúc này thì em sẽ phát hành online. Nhưng mà cũng có một cái số đĩa hạn chế, khoảng chừng 150 đĩa thì em sẽ dùng để tặng cho các bạn mà yêu quý em. Và cái MV của em thì là được thực hiện bởi đạo diễn Lê Thiện Viễn. Còn về vấn đề hòa âm phối khí thì như thế nào? Ai là người làm cho em? Dạ, đây ca khúc này thì về cả vấn đề mà hòa âm lẫn thu âm thì em đã được sự trợ giúp của nhạc sĩ Hoàng Anh. Dạ, và em cảm thấy rất là vui, rất là hài lòng với cái tác phẩm của mình khi mà được nhạc sĩ Hoàng Anh phối khí như vậy. Giống như hồi nãy em chia sẻ thì là em sáng tác ca khúc này trong cái đêm mà em bị loại khỏi The Voice. Dạ. Không biết là lúc đó thì tâm trạng của em như thế nào, rồi tại sao lại chọn sáng tác ngay lúc đó luôn, cái cảm hứng của mình nó đến đúng không? Dạ. Thật ra nếu mà nói là em không buồn thì cũng xạo á. Tại vì buồn thì cũng rất là buồn, tại vì mình đồng hành với một cái ekip, một cuộc thi suốt khoảng thời gian nửa năm như vậy, quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều vui buồn. Tôi nghĩ là bất ngờ mình chấm dứt cái việc đó thì cũng cảm thấy là mình cứ lân lân trên trời, mình chưa biết là có phải là mình bị rớt thiệt không nữa. Nhưng mà cái cảm giác lân lân như vậy thì tự nhiên làm cho mình cảm thấy lãng mạn dễ sợ luôn, và tự khắc là cái ngẫu hứng sáng tác đó đến. Và đối với em thì là một cái tính rất là nghệ sĩ, nghĩa là khi mà phải có ngẫu hứng thì mới làm được, có hứng thì mới sáng tác được, chứ em cũng không thể nào mà vạch ra cho mình một cái kế hoạch là mình phải làm ra bao nhiêu bài trong khoảng thời gian đó và cứ ra đều như vậy thì cũng rất là khó, và em chưa có đạt được đến cái mức mà có thể làm được như vậy. Có thì phải nắm bắt ngay. Vậy thì cái lúc đầu tiên mà em chuẩn bị sáng tác á, thì mọi thứ nó sẽ diễn ra như thế nào? Theo thói quen của em thì khi em sáng tác thì em phải có một cái melody trong đầu. Tại vì em nghĩ là một bài hát nếu mà muốn dạy tai, muốn đi vào lòng người nghe thì trước hết cái melody nó phải lạ, nó phải độc đáo và nó phải bắt tai một chút. Sau khi mà họ nghe cái melody họ thích rồi, họ nghe đi nghe lại thì họ mới bắt đầu để ý đến cái phần lời. Và họ bắt đầu thấy cái ý nghĩa bài này nó như thế nào, và họ bắt đầu sử dụng cái bài hát đó để nghe trong dịp nào. Phải suy nghĩ rất là nhiều thứ đúng không trong một bài hát. Em đã có bao nhiêu ca khúc mình sáng tác rồi? Cũng dưới 10 ca khúc. Mà cũng không có nhiều. Còn những cái ca khúc mà em làm ra cho đã rồi xong em quên thu lại, quên ghi lại, quên rồi, quên tiếc lắm. Thường thì chị nghĩ nếu như mà với một cái cá tính trong âm nhạc như vậy á, thì rất là khó để mình có thể duy trì cái khả năng sáng tác, bởi vì mình còn phải theo cảm hứng của mình nữa, và tính của em thì cũng lãng mạn bay bổng nữa. Thường thì em sẽ sáng tác những ca khúc về tình yêu và cái màu sắc nó sẽ như thế nào? Đến bây giờ thì tất cả những ca khúc em đang sáng tác không có ca khúc nào về tình yêu cả. Vậy à? Yêu đương là một cái chuyện muôn thuở. Nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ lúc nào cũng lấy tình yêu ra một cái chủ đề vĩ đại. Là luôn luôn có thể nói, không bao giờ mà hết chuyện để nói. Và đối với em thì em thấy là tại vì nó quá lớn, đặt nó vào một cái bài hát mà em thì thuộc cái thể loại tham lam. Nên là em thấy là em muốn cho cái này cái kia vô bài hát, nhưng mà cái bài hát nó chật quá sao cho hết được. Thôi không nói tình yêu nữa, nói chuyện khác. Nói chuyện về cuộc sống, về sự lạc quan thôi đúng không? Dạ. Em nghĩ rằng single lần này sẽ thích hợp cho các bạn trẻ nghe trong dịp nào? Thật sự thì ca khúc Cười Lên em cảm thấy là thích hợp cho các bạn nghe mỗi ngày. Thì em cảm thấy là khi nào mình cần phải cười mà mình cười không nổi thì mình bật bài mình lên. Như một câu thần chú vậy. Dạ, yeah, cười phải không? Dạ. Cứ mày mà có bao giờ bị nghe nhiều quá rồi mình cảm thấy là ôi ngán ngẩm quá, hoặc là có khoảng thời gian The Show chẳng hạn, em đi đâu cũng thấy mọi người nghe hết, thì em có thấy sợ bài hát đó không? Thật sự thì bài nào em sáng tác ra em cũng sợ hết á. Tất cả những clip rồi những cái bài hát, những cái bài mà em đã, thậm chí những bài mà em hát cho quảng cáo, rồi những cái bài mà em hát những cái đoạn nhỏ thôi, thì hoặc là những bài mà em hát chung với những ca sĩ khác, em cũng rất là ít khi nghe lại. Thì em nghĩ đó là một cái tật xấu của em. Tại vì đó cũng đằng nào cũng là một cái công sức của mình bỏ ra, thì trong khoảng thời gian đó nó là những điều mà mình làm tốt nhất, làm hết khả năng của mình, mà cũng không biết sao mà không thích nghe lại. Đến bây giờ vẫn chưa biết lý do luôn. Em nghĩ là tại vì bản thân em làm ra những cái điều đó, bản thân em tự hát những ca khúc đó, nên em sẽ nhìn thấy những khuyết điểm của em hơn người khác. Em thấy trời ơi, mình hát dở không, đúng nghe nó đâu. Chị thắc mắc một chút về cái vấn đề sáng tác của em. Không biết là em bắt
bắt đầu sáng tác từ năm em bao nhiêu tuổi? Em bắt đầu sáng tác ca khúc đầu tiên từ năm học lớp 8. Khi đó thì em có những người bạn thân thì em chỉ là sáng tác ra một ca khúc để làm ca khúc chủ đề của nguyên nhóm bạn thân của em. Giống như là một ca khúc bất hủ vậy đó. Là chỉ có trong hội bạn thân viết thôi đúng không? Và hay hát thôi đúng không? Dạ. Vậy thì sau đó em làm cách nào để em cái khả năng ca sáng tác của mình nó được phát triển hơn nữa? Có học ở đâu không? Dạ, thật sự thì em cũng không có qua một cái trường lớp bài bản nào. Khoảng thời gian đó thì em cũng khá là may mắn khi mà em có những người bạn cũng biết sáng tác, cũng chơi nhạc cụ, thì cũng chơi guitar này nọ, thì em cũng học lỏm theo. Từ đó thì em biết thêm một nhạc cụ nữa, và nó là một cái công cụ rất là đắc lực cho em trong việc sáng tác. Em cảm thấy là nó dễ hơn là mình sáng tác trên piano. Và ca khúc sau khi mà cái ca khúc bất hủ của em được sáng tác, đó là ca khúc gì? Khá là nhẹ nhàng, tên là Mưa Đầu Mùa. Đó là khi đó em đang học lớp 9, tuyển sinh vào lớp 10, thì em lúc đó là đang là mùa hè rồi, khoảng từ tháng 4, tháng 5 rồi, và có một cái cơn mưa đầu tiên vào cái mùa hè đó, và em bỏ hết giấy bút, em không học nữa, bỏ qua sáng tác luôn. Và cuối cùng thì ca khúc đó đâu rồi, em có hát không bao giờ không? Khoảng thời gian đó thì em hát rất nhiều cái khúc đó, nhưng mà em dự tính là thôi, ngừng lại không hát cái khúc đó nữa. Dự định là một lúc nào đó em sẽ mang nó đến cho khán giả một cách thật là bất ngờ. Mùa mưa năm sau chẳng hạn đúng không? Chị thắc mắc là em có khả năng sáng tác, và những ca khúc của em sáng tác cũng có thể các bạn trẻ cũng rất là yêu thích. Vậy tại sao trong cuộc thi The Voice em không hát một ca khúc nào mình sáng tác? Thật sự thì nhắc đến việc này thì em cũng cảm thấy tiếc. Tại vì như chị cũng đã thấy thì cái chuyện mà em chơi guitar thì nó cũng cái hình ảnh nó cũng gắn liền với bản thân em. Mà em vẫn tại cũng có nhiều người thắc mắc tại sao em không cầm nó lên sân khấu The Voice, thì em chỉ có thể nói một câu là em chưa kịp cầm lên thôi. Kể cả những khúc em sáng tác cũng vậy. Vậy thì hình ảnh một Thái Trinh cầm cây đàn guitar thùng chúng ta không được thấy ở trong cuộc thi The Voice, nhưng mà phải thú nhận một điều rằng là The Voice đã mang lại cho em rất là nhiều thứ. Ví dụ như chị nghĩ rằng cái bài hát Cười Lên Em nó cũng là một cái cảm xúc khi mà em bị loại trong cái đêm đó. Chị đang rất là nóng lòng muốn nghe ca khúc này. Không biết là em có thể tặng cho tất cả các bạn khán giả đang xem đài và cho chị nữa, tại vì chị cũng rất là muốn cười lên mỗi ngày giống như em nói vậy. Dạ vâng, em đang rất là sẵn lòng ạ. Nhưng mà không chỉ tặng luôn ca khúc thì em sẽ tặng luôn cả MV nữa. Wow, vậy. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với ca khúc Cười Lên Em, một ca khúc được ca sĩ Thái Trinh sáng tác ngay trong cái đêm mà cô ấy bị loại ra khỏi The Voice. Rất là thú vị phải không ạ? Xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe. Cho em tiếng nói khi lạc lối, lắng nghe con tim thấy đường còn dài. Suy ngày mai mong mình mệt nhoài, hãy cứ đi đừng quay lại, đời vẫn cứ yên bình và sẽ cho em trong veo như ngày bé, cho em bình minh xuyên lọc tóc em say, cho là những cái hình ảnh rất là đẹp chị nhìn thấy được từ em. Nhưng mà chị rất tiếc một điều là chị không còn thấy Thái Trinh như trước đây nữa. Một Thái Trinh cầm guitar hát rất là lãng mạn, cũng giống như là em thể hiện mình giống như ở trong dòng nhạc underground vậy. Thì bây giờ em bước ra ánh sáng, em hát những ca khúc nhạc Việt, rồi PR làm rất là nhiều cho cái dự định sắp tới của mình. Em có sợ là khán giả sẽ nghĩ rằng Thái Trinh không còn chất như trước đây nữa? Em cũng đang rất là đắn đo về chuyện đó. Đó là lý do vì sao mà em vẫn cố gắng giữ cái chất của em trong những sáng tác, trong những cái hình ảnh của em và trong cái MV của em nữa. Phải có một cái gì đó mà họ nhìn vào mà họ vẫn nói em là Thái Trinh. Và em cũng không cố tình thay đổi hình ảnh của em trở nên sexy hay là có vũ đạo hay là có những cái bài nhạc mà bắt tai hơn. Tại vì thật sự là những cái điều đó
khi mà nếu mà em làm thì có thể là nó sẽ gây một hiệu ứng tốt hơn chẳng hạn, mà nó không phải là em, hoặc có thể là nếu như em làm những điều đó thì cũng không có bằng những người khác, tại vì đó không phải là thế mạnh của em. Em nghĩ là dù là em underground hay là em có đầu tư nhiều hơn cho việc hát của em thì cái đó đó là những cái cảm xúc thật của em khi em hát, đó là những cái cá tính của em, những cái con người thật của em, thì dù em đi đâu đi chăng nữa thì nó vẫn như vậy thôi. Chị thấy là trong cái con đường của các ca sĩ trẻ đó thì thường họ phải nghĩ rất là nhiều đến vấn đề PR, và chị thấy có hai cái họ hay làm nhất, đó là một là họ sẽ PR thật là nhiều, họ lên báo nhiều, họ nói rất là nhiều về bản thân mình. Hai là họ phải cho ra thật là nhiều những cái ca khúc để khán giả nghe và nhớ tới họ. Vậy thì với em thì em sẽ chọn cái cách nào? Thật ra thì em sẽ chọn cách thứ ba. Đó là em đầu tư hết tất cả những tình cảm, công sức, sự nỗ lực của mình cho một ca khúc. Em sẽ tự hòa âm, phối khí. Mà đương nhiên là em phải cầu cạnh sự giúp đỡ của những nhạc sĩ. Ví dụ như ca khúc vừa rồi Cười Lên Em thì em có nhờ anh Hoàng Anh phối khí cho em. Nhưng mà ý là có một cái sự đầu tư bản thân em, cả về cái vấn đề mà MV, trang phục lẫn hình ảnh của em xuất hiện trong cái chủ đề của ca khúc đó, thì em cảm thấy là cái sự đầu tư nhất định như vậy sẽ tạo ra một cái sản phẩm chất lượng. Và em nghĩ là đến một lúc nào đó thì thì truyền thông và các khán giả sẽ hiểu được cái nỗ lực của em trong cái sản phẩm của em như thế nào và sẽ quan tâm đến em. Và nhất là chị thấy là không chỉ là truyền thông và khán giả đâu, mà tất cả các anh chị đồng nghiệp nữa. Thì trong cái họp báo của em thì chị thấy là có sự xuất hiện của rất là nhiều anh chị đồng nghiệp của em. Họ cũng âm thầm giúp đỡ em từ phía sau nữa, đúng không? Dạ. Vậy là bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe và xem phần MV, xem là Thái Trinh sẽ xuất hiện tiếp theo trong MV như thế nào các bạn nhé. Cho em tiếng nói khi lạc lối, lắng nghe con tim thấy đường còn dài. Cho em ánh mắt để nhìn thấy, nghĩ suy nơi mai bóng mình mệt nhoài. Hãy cứ đi đừng quay lại, đời vẫn cho em những nốt nhạc để hát lên la 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 la, em hát lên cho chính mình để thấy bình yên như khi em buồn. Cho em trong veo bạn thân mến, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn bước ra từ hiện tượng YouTube trước đây, ca sĩ Thái Trinh, thì sau rất là nhiều những chặng đường thì cô ấy đã xuất hiện giống như là ở trên bài hát Việt, giọng hát Việt. Và ngay bây giờ thì giống như các bạn vừa thấy chính là MV Cười Lên Em. Chúng ta hoàn toàn không thấy một Thái Trinh khác đi mà vẫn là một cô gái rất là nhỏ nhắn xinh xắn ngồi ngay bên cạnh Yumi đây. Cảm ơn Trinh rất là nhiều vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Chị nghĩ là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nữa ở tập 2 của chương trình. Em xin cảm ơn tất cả khán giả đang theo dõi chương trình và em xin cảm ơn chị Yumi ạ. Hẹn gặp lại em ở tập 2 của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời các bạn quay trở lại với Music Plus cùng MC Trung Hiếu.